Hi, chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với màn nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gọi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Không nói gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây cũng xin nhắn nhủ với các anh chị và các bạn cùng làm YouTuber, mong các anh chị và các bạn hãy đến với nhau bằng tất cả sự chân thành và hãy dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất với thông điệp hãy cho đi để được nhận lại. Video hôm nay Thành xin chia sẻ Honda Way 125i 2021 của Thái về đến đại lý Việt với mức giá ngang Honda SH. Mẫu xe số Honda Way 125i 2021 của Thái đang có giá bán rất cao tại các đại lý Việt. Bên cạnh những cái tên như Honda Way Alpha, Way RSX hay Future, các mẫu xe số nhập của Honda như Honda Way 125i hay Honda Dream cũng là những cái tên được nhiều khách Việt ưa chuộng. Sau một thời gian ra mắt tại Thái Lan, mẫu xe số phổ thông Honda Way 125i 2021 cũng đã được nhiều đại lý tư nhân ở Việt Nam đưa về. Theo khảo sát tại các đại lý ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giá bán của Honda Way 125i 2021 tại thị trường Việt đang ở mức khá cao, 74 triệu đồng đối với bản bánh căm vành nan hoa và 77 triệu đồng đối với bản bánh mâm vành đúc. So với giá bán chính hãng của Honda Way 125i 2021 tại Thái Lan, giá Honda Way 125i 2021 tại đại lý Việt cao hơn từ 33 đến 38 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Bên cạnh đó, mức giá Honda Way 125i 2021 cũng cao hơn gấp nhiều lần so với các mẫu xe số cùng nhà như Honda Way Alpha hay Honda Way RSX tại thị trường Việt. Honda Way 125i 2021 của Thái sở hữu diện mạo hiện đại sang trọng và có nhiều điểm tương đồng với dòng xe Honda Future tại thị trường Việt. Tuy nhiên, nhờ các đường nét góc cạnh cùng các đường gân dập nổi, diện mạo của Honda Way 125i 2021 bản Thái được đánh giá là ấn tượng và hút mắt hơn hẳn Honda Future. Bên cạnh đó, Honda Way 125i 2021 còn sở hữu nhiều trang bị và tính năng hiện đại hơn hẳn các mẫu xe cùng nhà như Honda Way Alpha hay Honda Way RSX. Cụ thể, mẫu xe số của Honda được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED tự động bật sáng khi khởi động, bán đồng hồ Amber Mentor với thiết kế mới, hệ thống chìa khóa cơ tích hợp tính năng định vị và mở cốp điện đồ. Đặc biệt hơn cả, đàn anh của Honda Way Alpha còn có thêm hệ thống an toàn cây shooter LED giúp chống trộm hiệu quả hơn. Ngoài ra, Honda Way 125i 2021 còn có phanh đĩa trên bánh trước và phanh tăng trống ở bên sau, cung cấp sức mạnh cho Honda Way 125i 2021 là khối động cơ dung tích 125 cm3 làm mát bằng không khí. Đi cùng với khối động cơ này là hệ thống phun xăng điện tử giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Và vừa rồi là hình ảnh và thông tin về Honda Way 125i 2021 của Thái Lan đã về đến các đại lý Việt với mức giá cao. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho Thành xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.